Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta kinh ngạc và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em của ông sao? Và chị em của ông nào chẳng phải là những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ dấp phạm đến người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà của mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Phúc âm Thánh Matthêu vừa thuật lại cho chúng ta nghe một câu chuyện nhỏ, có thể gọi là như thế, đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đó là một chuyến trở về quê nhà sau nhiều ngày đi rao giảng về nước trời. Sự kiện Chúa Giêsu có mặt trong hội đường ngày hôm đó và đã làm những công việc quen thuộc của một tư tế, của một lực sĩ, nói chung là của những bậc thầy trong Do Thái giáo lúc bấy giờ, đã làm cho những người có mặt ở đó phải ngạc nhiên. Sau đó thì Thánh Matthêu cho chúng ta thấy thêm một chút nữa về lý do của những sự ngạc nhiên ấy. Chúng ta thử tìm hiểu xem sự ngạc nhiên của người Do Thái trong ngày hôm đó đã dẫn đến hệ lụy nào. Xét về mặt ý nghĩa và những sự kiện thực tế thì sự ngạc nhiên phần lớn là đưa người ta đến hai cái hệ luận sau đây. Thứ nhất, sự ngạc nhiên nào nó cũng được hình thành bởi sự chứng kiến những điều mới mẻ lạ thường. Lạ mới ngạc nhiên chứ cũ và quen không có ngạc nhiên. Thế nhưng mà nếu nó được người ta đón nhận trong một cái thái độ tích cực, tôn trọng những gì đã xảy ra trong thực tế trước mắt họ, thì sự ngạc nhiên này nó luôn dẫn người ta đến thái độ đồng tình, thán phục và ngưỡng mộ. Loại thứ hai thì ngược lại hoàn toàn, cũng phát xuất từ sự chứng kiến những điều mới mẻ lạ thường đó, nhưng rồi lại được người ta đón nhận và giải thích trong cái nhìn ganh ghét và cục bộ. Thì sự ngạc nhiên này đa phần là dẫn đến tiêu cực, đó là phủ nhận thực tế và loại trừ đối phương của mình. Sự ngạc nhiên của đồng hương Chúa Giêsu trong bài phúc âm của ngày hôm nay, đáng tiếc nó đã rơi vào hệ luận thứ hai này. Thánh Matthêu ghi lại bằng những lời lẽ ngắn gọn thôi,
mà con cho rằng rất là tế nhị. Họ đã vấp phạm đến người. Chắc chắn rằng trong lời mô tả rất tế nhị ấy, nó phải bao hàm tất cả mọi điều tiêu cực đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong ngày hôm đó. Điều này làm con nhớ lại lời của cụ già Simeon của 33 năm về trước. Đó là ngày mà Đức Mẹ và Thánh Giuse mang hài nhi Giêsu vào trong đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa theo như luật đã định. Thì ngày hôm đó Simeon đã nói với hai ông bà rằng: trẻ nhỏ này rồi sẽ nên duyên cớ cho nhiều người trong dân Israel phải ngã xuống hay được trỗi dậy. Và quả thật là đúng như thế. Xét trong phạm vi của niềm tin tôn giáo, cuộc đời và sự hiện diện của Chúa Giêsu, con cho rằng không phải chỉ giới hạn đóng khung trong Israel cho dân tộc Do Thái, mà là còn cho nhiều người ở mọi nơi và mọi thời đã ngã xuống hay được đứng dậy. Bị ngã xuống hay được đứng dậy là hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của mỗi người đối với Chúa Giêsu. Rảo qua những trang sách Phúc Âm, chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng người bị ngã xuống đa phần là các luật sĩ, các biệt phái, các kinh sư, những người Pha-ri-siêu. Họ là những con người luôn luôn chống đối Chúa Giêsu. Trong tất cả mọi vấn đề tranh luận về đạo giáo, họ là những người luôn luôn bắt bẻ, loại trừ Chúa Giêsu. Và ý muốn của họ cuối cùng cũng đã thực hiện, coi Chúa Giêsu là một cái gai trong con mắt của mình, nhổ đi cái gai này càng sớm càng tốt. Họ đã loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi đời sống và tôn giáo của họ. Còn những người được đứng dậy là những người thu thuế, là dân ngoại, thậm chí là những cô gái điếm. Tuy bị coi là tội lỗi, tuy bị coi là thấp hèn, đáng xa lánh, nhưng mà rồi những con người này khi đã nhận ra và nhận được lòng thương xót của Chúa thì lập tức họ đã ăn năn, họ đã hối cải, họ đã đứng dậy để bước ra khỏi quá khứ tủi buồn của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, con muốn nhắc lại và cắt nghĩa thêm một chút lời tiên tri của Simeon ngày hôm xưa về sứ mạng của Chúa Giêsu, để nhấn mạnh một điều rất quan trọng, được coi như là nền tảng ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Đó chính là sự nhận thức và tùy thuộc của mình vào Chúa Giêsu, Đấng đã nói với chúng ta một cách rõ ràng và dứt khoát rằng không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sự tùy thuộc đó với chúng ta hôm nay không có cái gì khác hơn nữa, đó chính là đức tin của chúng ta. Một đức tin phải được thể hiện qua những biểu lộ xứng hợp của nó. Cho nên kết thúc bài Phúc Âm ngày hôm nay, Thánh Matthew ghi lại rằng Chúa Giêsu đã không làm nhiều phép lạ ở đó bởi vì họ không có đức tin, bởi vì họ thiếu vắng đức tin. Và đó cũng là câu chuyện của dân Israel, câu chuyện của người Do Thái
trong cuộc xuất hành lịch sử mà chúng ta đã và đang nghe lại trong bài đọc thứ nhất của rất nhiều ngày qua. Thậm chí hôm nay chúng ta bước qua một quyển sách mới, sách Lê Vi, cũng là một quyển sách mô tả lại cuộc xuất hành lịch sử và vĩ đại ấy. Bao lâu đoàn dân này còn tin tưởng nơi Chúa, còn trung thành với những hướng dẫn của Chúa, còn can đảm sống theo những điều hướng dẫn của Chúa, thì bấy lâu họ được che chở, họ được an toàn, họ được hướng dẫn, họ được chăm sóc cẩn thận. Còn bao lâu đoàn dân này phản nghịch, bất tín, bất trung, không muốn đi theo sự hướng dẫn của Chúa nữa, thì cũng là những lúc họ phải đối diện với âu lo, sợ hãi, thậm chí là phải đối diện với sự chết. Thưa anh chị em, trong những ngày này, với người Kitô hữu chúng ta, chúng ta được mời gọi sống đức tin và thể hiện nhiều hơn nữa đức tin của mình, cùng với tất cả mọi nỗ lực để ngăn ngừa dịch bệnh. Chúng ta hãy cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước của mình, nhất là những nơi còn có thể dùng từ là đang bị cài xới một cách thảm thương bởi virus corona. Mỗi người chúng ta hãy tin tưởng, mạnh dạn, siêng năng hơn nữa, cầm lên lời cầu nguyện trong cơn đại dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một lời cầu nguyện mà cá nhân con cho rằng đầy đủ và tha thiết nhất. Thưa lên với Chúa với tất cả lòng tin, thưa lên với Chúa với tất cả lòng tín thác, thưa lên với Chúa với tất cả lòng trông cậy của mình. Con tin rằng nếu như chúng ta coi rằng việc Chúa nhậm lời chúng ta trong thời khắc khó khăn này như là một phép lạ, thì thưa anh chị em, phép lạ này nhất định nó cũng phải giống như bất kỳ một phép lạ nào được ghi lại trong Phúc Âm. Nghĩa là nó phải được thai nghén, hình thành và lớn lên ở trong đức tin. Nếu đức tin của chúng ta đủ lớn, nếu lòng trông cậy của chúng ta đủ mạnh, nếu lòng tín thác của chúng ta đủ vững vàng, phép lạ sẽ đến với chúng ta, phép lạ sẽ đến với quê hương đất nước của chúng ta.